Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với phần 4 của Thời sự Thế giới, và trong bức quảng cáo lại có một cái breaking news từ Florida. Trên một con đường mang tên số 85 là con đường di chuyển từ Nam Bắc của Florida, rất là đông người qua lại. Sáng ngày hôm nay người ta đi đường, người ta thấy nguyên một cái tấm bảng billboard Matt Gaetz muốn hẹn hò với con của quý vị. Họ dùng cái chữ your child, tức là mấy đứa con nít trong nhà đó, dưới 18 tuổi, và đưa cả một cái hình to khổng lồ của Matt Gaetz, tốn kém lắm, cả bao nhiêu ngàn đô la để mướn cái billboard này. Và được trả bởi ai? Bởi một cái công ty mang tên là MattDogPack.com. Thì hỏi ra mới biết được đây là tổ chức của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Họ thừa cơ thả câu để mà cho thấy rằng đây là cơ hội, đặc biệt là khu vực một là khu vực rất đông người theo Đảng Cộng Hòa bảo thủ ủng hộ cho Matt Gaetz, thì đây là nơi mà nằm trong khu vực số 1, nơi nhiều người qua lại, để cho thấy rằng quý vị đã chọn lầm người rồi, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, và trong nguyên một tuần qua đó, thì cái phiên tòa mà xét xử ông cựu cảnh sát Derek Chauvin trong cái việc mà trấn cổ làm thiệt mạng ông George Floyd, đã có hai cái phiên tòa vào ngày 7 Tây và ngày hôm qua ngày 8 Tây, có những cái chi tiết đặc biệt cần chú ý. Đó là thứ nhất, bây giờ đó thưa quý vị, các luật sư mà đại diện cho ông Chauvin đó bây giờ muốn bào chữa theo cái đường hướng là thật sự không phải là ông Chauvin trấn cổ mà khiến cho George Floyd thiệt mạng, mà là bởi vì lý do là George Floyd đã sử dụng fentanyl trước đó rồi, và cái fentanyl là cái nguyên nhân mà hàng đầu khiến cho cái ông bị cái lượng oxy đi vào cơ thể nó bị nghẹt, cho nên là ông mới chết, chứ còn chấn cổ không có khiến cho ông chết. Tuy nhiên vào ngày hôm qua đó thì phía gia đình luật sư của bên George Floyd đã đưa ra các chuyên gia về y tế mà người trong hình là thứ nhất là bác sĩ Martin Tobin, thưa quý vị, một chuyên gia chuyên nổi tiếng về phổi. Ông này đó thì ổng đã được xem mấy hàng tất cả những cái đoạn video từ nhiều cái góc về cái body language của những người cảnh sát liên quan trong ngày hôm đó, và kể cả ông George Floyd, rồi ông cũng được cung cấp luôn những cái dữ liệu từ phòng cấp cứu cái ngày mà khi George Floyd được đưa vào đó mà rồi cứu không có được đó. Thì cả ông Martin Tobin và một bác sĩ khác nữa là ông Bill Smock, hai ông này đó, ông đưa ra cái lập luận, đó là thứ nhất, những cái cử động chân tay của ông George Floyd khi đó đó, bởi vì khi một người mà họ bị nghẹt thở thì đến một cái mức độ mà khi oxygen đi vào ở trong não mà xuống dưới 40% đó, thì chân tay có những cái cử động mà gọi là involuntary đó, thưa quý vị, là họ không có còn control được nữa. Thì trong những cái đoạn video đó, những cái cử động chân tay của George Floyd ngày hôm đó nó phù hợp với cái kinh nghiệm mà ông từng chữa trị cho những người như vậy. Và đặc biệt phía mà bị ủng hộ cho Chauvin á, thì họ cứ vịnh theo cái lập luận đó là đến khoảng chừng 20 giây trước khi mà ông George Floyd ổng sụi lơ đó, ổng vẫn còn tiếp tục la lối và nói được. Thì họ nói rằng khi mà còn nói thì người này là vẫn còn thở được, nhưng mà ông bác sĩ Tobin ông nói rằng theo kinh nghiệm của ông đó, một người vẫn có thể nói khi mà cái lượng oxy ở trong não xuống chỉ còn 15%, nhưng mà không có nghĩa là lúc đó họ có thể thở bình thường, lúc đó là họ có thể là không còn thở được nữa rồi, nhưng mà bắt đầu xuống dưới 15% thì người này sẽ ngất đi.
Và bên cạnh đó, hai ông bác sĩ cho biết là cái dữ liệu từ cái trong phòng emergency room đó đo đạt cái lượng carbon dioxide trong phổi của ông George Floyd thì nó rất là cao. Nó cho thấy là cái phổi của người này đó đã bị cắt oxygen trong một khoảng thời gian từ 8 cho đến 10 phút thì nó trùng khớp với cái thời gian mà ông Floyd bị chấn cổ, thưa quý vị. Nhưng mà hai ông bác sĩ thì khi mà bị phía bên kia đó họ chất vấn là bởi vì ông George Floyd đã từng có tiền sử bị bệnh tim thì có phải cái việc mà giằng co với cảnh sát rồi thêm là bắt đầu thiếu hụt oxy làm cho ông này bị bệnh tim, cái tim của ông yếu hay không, thì hai ông bác sĩ đồng ý là giằng co như vậy và với tiền sử thì có thể là khiến tim bị quá tải và sẽ bị trụy tim. Nhưng mà cái giáo nghiệm pháp y của George Floyd ngày hôm đó, cái nguyên nhân chết không hề liên quan gì đến trụy tim cả. Cho nên là cái đường hướng mà cái phiên tòa diễn ra mới nhất ngày hôm qua đó, nó đang đi theo cái hướng rất là bất lợi cho ông Derek Chauvin. Rồi một ngày trước đó nữa thì phía gia đình George Floyd, luật sư đã đưa ra ông Jody Steiger là một surgeon đang làm việc cho cơ quan LAPD, thưa quý vị. Ông này là chuyên điều tra về những cái trường hợp cảnh sát bị tố là sử dụng bạo lực quá mức cần thiết. Thì ông này đó, ông nói là theo như những cái gì mà ông được cung cấp để mà theo dõi cái vụ của George Floyd thì ông thấy là ông Derek Chauvin đã đi làm ngược lại hoàn toàn với những gì mà cảnh sát đã được huấn luyện. Thường đó, khi mà cái tội mà liên quan đến việc xài tiền giả, mà đặc biệt là với cái mệnh giá mà dưới 100 đồng đó, thì cảnh sát không cần thiết phải hành động quyết liệt như cái trường hợp của George Floyd. Và thứ nhì nữa, đó là theo như đúng training đó, thì nếu mà một khi đã trấn áp được người này nằm xuống đường rồi thì cảnh sát phải tìm mọi cách để mà de-escalate cái tình hình, chứ không có bởi vì George Floyd đã bị còng tay rồi thì không có lý do gì mà cần phải trấn cổ ông thêm nữa. Cho nên là hai cái phiên tòa liên tục ngày 7 và ngày 8 ngày hôm qua nó không có khả quan lắm cho ông Chauvin. De-escalate, làm giảm tình hình xuống, tức là làm giảm căng thẳng, bóng xì hơi. Một loạt những cái bản tin đáng chú ý là chúng tôi đã thưa với quý vị là Long Beach tuyên bố là họ sẽ dành những cái building mà trống hiện nay đó do ảnh hưởng COVID-19 để dùng làm nơi chứa những trẻ em hiện nay cái số quá tải vượt qua biên giới. San Diego, rất nhiều các em, và họ nói rằng chỉ trong vòng tháng 3 vừa qua có ít nhất 17.000 trẻ em di dân đã đưa vào đây, và hiện nay bởi vì họ không có đuổi các em về. Chính sách nhân đạo của nước Mỹ đó, trẻ em mà dưới 18 tuổi là phải giữ lại hết, cho nên các em đi đâu bây giờ? San Diego quá tải rồi, các nhà mà tạm giam các em bây giờ hết chỗ, cho nên họ phải đưa. Thì Long Beach nhận một phần. Pomona cho biết, cái quý vị mà biết cái khu vực mà làm hội chợ ở Pomona lớn lắm, nó gọi là Fairplex á. Sáng ngày hôm nay, Pomona cho biết họ cũng đồng ý cho thuê lại một phần lớn của cái Fairplex này, bởi vì họ cũng chưa có tổ chức. Dự trù là từ bây giờ đến mùa hè chưa biết có tổ chức lại các hội chợ hay không, nhưng mà ngay bây giờ thì có chỗ để giúp cho một phần. Cái Fairplex này lớn lắm, cho nên họ những cái có những cái building bây giờ mang giường tới, mùng mền chăn gối để giúp đỡ cho các em. Đó là tin tức thứ nhất. Thứ hai là báo OC Register cũng như KTLA sáng nay loan tải là ở Long Beach hôm nay kêu gọi những ai 16 tuổi không chần chờ tới ngày 15 nữa là có thể ghi danh đến chích ngừa. Nếu mà ghi danh ngày hôm nay có thể nhận được những cái đơn hẹn chích ngừa sớm. Rồi Dodgers fan cũng cho biết là họ rất là vui bởi vì Dodgers Stadium ở Los Angeles, quý vị đi trên xa lộ 5 hướng về phía Bắc đó, là quý vị sẽ đi ngang trên ngọn đồi rất là đẹp để mà nhìn thấy cái sân vận động Dodger mở cửa trở lại, thưa quý vị. Và đây là một cái tin rất vui cho những người yêu chuộng thể thao. Và cơ quan y tế của California cho biết họ không tin là California sẽ rơi vào cái làn sóng đại dịch lần thứ tư. Chúng ta đã trải qua 3 làn sóng rồi. Thì ngay bây giờ thì nhiều cái tin tức lo sợ là cái biến chủng mới của Brazil với Anh Quốc á, đang lây nhiễm ở California. Thế nhưng cơ quan y tế California cho biết họ không tin là các bệnh viện sẽ đón nhận thêm những cái bệnh nhân của loại biến chủng mới.
Cho nên cái ngày 15 tháng 6 vẫn là ngày họ tin tưởng sẽ mở cửa toàn bộ California luôn. Họ nói rằng cái số thuốc chủng nó càng ngày càng nhiều. Và cái việc mà trẻ em 16 tuổi cho tất cả các lứa tuổi đều được chích ngừa. Cho nên họ tin tưởng cái ngày đó sẽ là một ngày rất là tốt. Và thậm chí có người còn nói đó là cái ngày mà mở cửa còn sớm hơn cái ngày 15 tháng 6 nữa. Chúng tôi còn rất nhiều các tin tức. Mời quý vị trở lại lúc 5 giờ chiều nay theo dõi phần tin vào buổi chiều. Vào trong trang nhà littlesaigontv.com để đọc các bản tin đáng chú ý quý vị nhé. Cũng như theo dõi các đoạn video trên trang mạng. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.